là Juliet. Còn chàng? Ta là Ronaldo. Hả? Chàng ơi, chàng là cầu thủ đá banh hả? Trời ơi, coi cái tướng chạy mũm mĩm thấy ghét ghê không? Nàng ơi. Dạ. Đừng chạy nữa. Sao vậy? Nhìn gớm lắm. Ông giật, ông giật. Lẹ 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 lẹ. Giật tay. Trời ơi, nghĩ làm sao vậy? Nghĩ làm sao ta là đàn ông, con nàng là nữ, làm sao mà nàng giật lại ta? Đúng rồi, nhưng mà thôi cứ thử đại cho vừa lòng bà vú đi. Đúng rồi, vú ơi. Dạ. Giờ làm sao? Rồi nghe, vú đếm 1, 2, 3 là hai đứa giật tay nhau nha. Để dạ đi. 1, 2, 3. Thôi, nè, bây giờ này chịu khó xíu. Ta kêu con Điêu ra chở hai đứa mình đi bắt phố nha. Nàng nói cho ta biết, ta làm gì nàng mà nàng đi chuyện với. Ngày hôm nay, tôi quảng cáo sản phẩm gì cô có biết không? Thuốc sức ghẻ. Nhìn đi, bao nhiêu con người ở trong đó mặc quần dài, áo thun, rất là dễ thương. Còn cô? Thì em mặc vậy mới thấy ghẻ để sức chứ sao. Nàng có biết không, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu. Ta phải rất khó khăn, băng đèo lội suối để tới gặp nàng, cùng nàng thực hiện lời hẹn ước. Bởi vì nàng là một cô gái rất đáng thương và tội nghiệp. Đón xem Thiếu Lâm Nhạc Hội tập 6 phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2019 trên kênh HTV7.